nói chuyện này mà có một bà cô kia mà bà nói mà tôi nghe là tôi tự nhiên cái tim tôi nó giật giật luôn, không Sao? nghe mà giật giật tôi sợ đứng tim chết chứ không chi ra á. Thiệt mà, cô đó điện về đúng không, cô đó nói là cô có một đứa con gái rất là đẹp, cô nói là xứ sở là ở Đà Lạt á, không biết Đà Lạt thì Hoa anh đào hả? Đà Lạt và hoa đào gì ổ phải không, Không. à là xứ gọi là xứ lạnh á, gọi là quanh năm bốn mùa là thời tiết ôn hòa đó, bữa nào mưa thì toàn mưa đá thôi, nói vậy đó. Cô có một người con gái mà gọi cao 1m62, chuẩn dáng chưa, chuẩn dáng mà nặng là chỉ có 52 kg, tính ra là cũng dáng chuẩn mà đúng không đó. Nhưng mà có cái này cô muốn nói là nếu mà được thì tại vì cũng đang bị gọi là gì ta, cô bé đó gọi là đang bị tự tự ti, tự ti gì vấn đề gì mình không biết, nhưng mà có cái là không muốn quen ai hết trơn á đó, kiểu là sợ ảnh hưởng tới người sau á, cô nói vậy đó. Ra nếu mà con làm được ví dụ như là nói về Lộc với Khải biết có gia đình chưa, chẳng lẽ giờ tụi nó có thì nó nói vui vậy thôi chứ sau này tôi mới tính nói tiếp đúng không. Nó là nếu mà hai đứa mà chưa có gia đình mà cô giới thiệu cho, nếu mà hai đứa mà có được với nhau thì cô sẽ gả luôn, cô nói câu nghe mát ruột. Nhưng mà cô nói câu này nữa là hai đứa giúp được không nha, mà tôi biết mẹ rồi giúp, tôi mới hỏi ông nè, có nghĩa là năm nay mới có 23 tuổi mà tâm sự thì nó tâm sự thì kiểu là như là người con gái thôi, độ tuổi đó là đương nhiên là vấn đề mà kinh nguyệt nó sẽ đều đặn hay ta, phải không ta, đúng không? Có nhiều người thì kinh nguyệt không đều, có nhiều người thì là ra kinh 2 tuần liên tục trong kinh, có nhiều người thì kinh nguyệt thất thường, tháng có tháng không, có nhiều người thì kinh ra nhiều, có nhiều người thì kinh ra ít, đúng không? Thì tôi đâu có biết đâu, thì cô mới nói vậy nè, tại vì cô có người con gái ăn con của cổ nó là cũng tâm sự với chứ chứ cổ là nói là một năm có được vài lần thôi Nguy hiểm. à, vài lần, nhưng mà khi mà gọi là kinh nguyệt mà nó ra là nó kiểu nó đen Đang càng nguy hiểm nữa, đen mà sợ càng nguy hiểm nữa. gì vậy, nguy hiểm gì nói vậy sợ gì trời, Thiệt mà, cái kinh nguyệt lên nó ra màu đen rồi, màu phải đen, không, màu đen rồi. màu đỏ đúng không. À, thử là kiểu là bầm bầm gọi là bầm á, thì cô mới nói là có cách nào mà gọi là cái thuốc đi nó thầy này thầy kia rồi tùm lum, nó uống thuốc tây rồi tùm lum hết rồi mà nó cũng không cải thiện được. Rồi cô mới hỏi là nghe nói tụi con có biết gì vấn đề cuộc sách gì cổ truyền gia truyền đó, rồi con có cách nào giúp được cho em nó không. Thì vấn đề kêu bài thuốc thì bài thuốc chỉ có thì phải có đó, nhưng mà ngày xưa mà nó nói rồi kêu là phước chủ may thầy, chứ không thì gặp đúng người này người kia nữa người kia thôi, chứ đâu phải ai cũng giống như ai, cũng mình cũng không dám chắc được là sẽ hết hay không, nhưng mà người kia người ta lại cũng hết ha. Mình cũng không dám chắc được, nhưng mà vẫn chia sẻ để cô áp dụng thử, nhưng rất là hay luôn. Cái này chỉ có lợi thôi, này là một bài thuốc rất là hay, trong sách có ghi nè, ngày xưa đấu thuốc tây đâu, kinh ra nhiều kinh ra ít, kinh không đều, nó lâu ra kinh, trong kinh khí hư nhiều, có mùi hôi, nói chung là tất cả liên quan đến phụ nữ ạ. Thì sử dụng cách này, đó là một người sử dụng chất thơm á, với lại là rau má, hai cái đó mới kết hợp với nhau, Chất thơm là cái gì? cái thơm cái khóm hay là trái dứa, nói chung là ná ná nhau nhau mọi người dùng được hết. À, thơm khớm rồi đúng không? Ok. Một người lấy một cái thơm với tầm 1 kg rau má cũng được, Đâu dữ vậy ta? 1 kg rau má không biết xay ra bao nhiêu nước đâu mà. À. Mọi người sẽ cắt họ nhỏ hết ra, rồi mọi người vô trong máy ép hoặc là máy xay. Cơ bản em muốn nói là mọi người lấy cái nước của hai thứ đó, rau má và nước thơm, mọi người uống. Uống sao? Thì uống trước bữa ăn á, ngày uống 2 lần hoặc 3 lần, sáng lần tối lần, hoặc là sáng trưa tối hoặc là sáng tối, mọi người uống 3 ngày liên tục như vậy, mọi người đang gặp tình trạng là mọi người cảm thấy là nó ra rất là dễ luôn, với lại là nó đều, cũng như cảm giác lên như là nó ra cái thoải mái người ấy, ra thoải mái người ấy, chứ không phải là ra mỗi lần ra thấy đau nhức, ra khó khăn hay ra này kia, dùng uống nó vô là cảm giác là nó rất là thoải mái người. À, nó dễ chịu đúng không? Đúng Cái rồi, khí hư nó cũng cũng không có mùi cái gì. đúng rồi, cái đó là cái thiên về phụ nữ rất là hay luôn, riêng thơm và Rau má. rau má là nó thiên về phụ nữ. Đúng rồi, đi 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 nha. Khỏi gì đi đi phụ khoa hay đi nhiều quá. Như vợ tôi hầu như là lâu lâu đi, lâu lâu đi mất vấn đề đó, mình nói thì mình nói nhưng mà không hiểu, nhưng mà vấn đề đó
thôi em đi bệnh viện đây, em đi bệnh viện đây, nó kiểu cảm giác khó chịu quá. Thì đó, nói chung là liên quan đến phụ nữ, liên quan đến cô bé thì mọi người cứ sử dụng thường xuyên, nó giống như là một nước ép uống vậy thôi. Thì mọi người chịu khó, mọi người uống nó vừa tốt cho cơ thể, vừa đẹp da, nhưng mà nó lại tốt cho cô bé. Nói chung liên quan đến những thứ mà em đang nói đó, liên quan tất cả mọi thứ luôn, là khí hư là ra chậm ra đều đó, ít ra đồ đó, hay là ra không đều gì đó. Nói chung mà mọi người uống thường xuyên, uống ngày 2-3 lần gì đó. Nói chung mà có điều kiện thì uống thường xuyên không sao, nếu mà không có điều kiện thì tuần uống 2-3 lần, hay là tháng uống tuần thôi. Nếu mà có điều kiện thì uống thường xuyên tốt. Cái đó đẹp da đúng không? Đẹp da là mọi người đảm bảo là đều đặn, thơm tho, mát mẻ, tuyệt vời luôn. Nói chung là mọi người áp dụng rất ok luôn. Đây là một bài thuốc rất là hay luôn á. Vậy vậy tôi nói là để bữa làm clip rồi chia sẻ đó, cô đó chắc biết á. Cô coi là cô có thể xay cho con cô uống, thì đảm bảo là em sẽ tự tin, mà tự tin rất là nhiều luôn.